Tết Nguyên Đán không chỉ là dịp người Việt mong chờ, mà những người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam cũng háo hức không kém. Tết Việt mang đến nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Họ được trải nghiệm không khí nô nức những ngày cận Tết, và đặc biệt là cảm nhận được tình cảm gắn bó của các thành viên gia đình trong những ngày xuân sum họp. Tết Việt không còn xa lạ với Châu, quốc tịch Ý. Anh hiện là quản lý tại một nhà hàng Ý ở thành phố Hồ Chí Minh. Hòa chung không khí rộn ràng của Tết Việt Nam, Châu cùng nhân viên trang trí Tết cho nhà hàng. Cành đào được anh bố trí làm tăng thêm không khí Tết Việt cho những thực khách. This one is my second Tết here. The first year we spend with our friends, we've been traveling around, and this year look like for a COVID situation we're gonna be safer to stay in Ho Chi Minh. So we try to live at best this feeling that Tết have. So we try to bring a little bit of Tết spirit inside the restaurant. That's why we have a very beautiful cherry tree that is blooming right now, and. We are going to decorate right now. If you want. Là một nhân viên của tổ chức phi chính phủ, Isabel sang Việt Nam và tham gia thực hiện các dự án vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với mục đích mang lại những điều kiện cần thiết cho hạnh phúc và sự phát triển của các em. Thông qua những hoạt động vì cộng đồng, Isabel dành nhiều tình cảm cho bạn bè Việt Nam. Tết là dịp Isabel du xuân, vui chơi và thăm hỏi bạn bè. So to prepare for Tết holiday, I really like to spend time with my friends. And my friends invited me to go dance in the park. And we all wear the aoyai, traditional aoyai, and dance together and have food, eat lunch. So I'm really happy I get to enjoy Tết with my friends in Vietnam. Khác với Joe và Isabel, những ngày cận Tết của Martin, giám đốc vận hành của một hãng xe đạp, lại rất bận rộn. Anh dành nhiều thời gian để cho ra mắt sản phẩm mới trước Tết, cũng như hoàn tất các đơn hàng xuất khẩu. Là người vì công việc, nhưng Martin vẫn không quên lên cho mình một kế hoạch nghỉ Tết cùng đồng nghiệp nước ngoài. So my plans for Tết holiday are not super complicated because I've been very busy with Motmo. I'm head of operations here, and we have just launched the Saigon bike here behind me. So therefore, it's I have actually been too busy to plan, but I am going to meet some good friends of mine and have a good time. And if it's possible, COVID is a little bit of an issue there, but if it's possible, I would like to go traveling a little bit here in the south. Thank you.
là một người có gia đình nhỏ ở Việt Nam, anh Theo, người Mỹ gốc Hàn đón Tết Việt ấm áp bên gia đình. Có vợ Việt, anh được cảm nhận gần như trọn vẹn không khí Tết. Đặc biệt, gia đình anh sở hữu một tiệm áo dài, trang phục truyền thống của người Việt mỗi độ xuân về. Điều này cũng giúp anh có thêm trải nghiệm về văn hóa của người Việt Nam. So I'm lucky, so we got married in June of this year, and so I have a family to celebrate and enjoy Tet with. My single friends, they're all so depressed because they have nowhere to go and nothing to do. So they keep asking me, what should I do? And I say, I don't know. You maybe go to Nha Trang or something. But it's because Tet is really a family holiday. So now that we have a family, we hang out with Tweet's parents and her younger sister. Với bản sắc riêng, Tết cổ truyền Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Qua đó, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, thân thiện và hiếu khách.